Xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mới mà em mới về được hôm nay, là em sẽ thanh lý cho các bác là những cái mã dao thái này, dao lọc này, dao chặt và những cái bộ dao của Nhật nhé. Thì là hàng đồng giá, thanh lý cho các bác giá là 250.000. Thì các bác chỉ việc nhớ mã thôi, mã số mấy, sáu mấy, và em thanh lý đồng giá cho các bác là 250.000 nhé các bác nhé. Đồng giá này, hàng đồng giá là 250k một con, hàng chuẩn của Nhật luôn các bác nhé, đồng giá 200.000. Thì đầu tiên thì em lên cho các bác một con dao thái đi, con dao thái này các bác nhé, con dao thái của Nhật các bác này, hàng của thương hiệu Kai của Nhật nhé, Japan nhé các bác nhé, Japan. Con này thì nó là dao hàng xuất ngoại rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể thái này, đây em sẽ lau bụi đi, tại vì hàng để bụi đấy. Cán của nó là cán gỗ nhá các bác nhá, cán gỗ này các bác nhìn thấy không, bọc cho các bác một lớp cán gỗ, còn bên trong là thép trắng không gỉ, đúc liền khối hoàn toàn đến cán dao luôn. Và con này nó là bản mũi vuông nhá các bác nhá, mũi vuông, nên là khi mà các bác nào mà sợ cái mũi nhọn thì các bác có thể sử dụng cái em này. Con này thì các bác có thể thái thịt các thứ rất là thích luôn. Và đặc biệt là những các bác nội trợ như là như em thì vừa thích đẹp vừa thích sắc các bạn. Và con này thì nó rất là đẹp nhá, mạng thép này thì bảo hành không gỉ cho các bác luôn. Em sẽ đo chiều dài của con dao này nhá, đây các bác nhá, chiều dài của con dao này thì sẽ là, chiều dài của nó thì sẽ là 31 này các bác này, chiều dài là 31. Và chiều rộng của cán dao, của mũi dao, chiều rộng của dao là 4.8 cm, và chiều dày của nó là 0.2 nhá các bác nhá, 0.2 mm. Con này thì nói chung là các bác hàng này thì cái con dao này thì em đang bán là 300k các bác nhé, 300k một con, nhưng mà hôm nay thì sale giảm giá lớn cho các bác là đồng giá là 250 các bác. Nói chung là con này thì rất là sắc này các bác nhìn này, các bác nhìn thấy không, rất là sắc luôn. Nói chung là thái là rất là ngọt đấy. Đấy, nên là nếu mà các bác thái là các bác phải cẩn thận, không là đứt tay đấy nhá các bác nhé. Thì con này nói chung là rất là sắc này các bác này, thì còn vừa đẹp vừa sắc nhá. Các bác nào mà các bác nam thì có xem được cái video này của em thì nhớ mua cho bà nội trợ của gia đình, là vợ của mình hay là mẹ, một con dao rất là đẹp như thế này nhá. Thì con này các bác lên giúp em là con mã T1 đi, T1 đấy. Con này thì đồng giá cho các bác là 250.000 nhá. Con này thì nó rất là mới, các bác xem những cái video nấu ăn ấy của đầu bếp bên Nhật ấy, người ta năm nay là đang hot những cái dao mà vân vân như này này. Đấy, thép rất là tốt luôn, 250.000 T1 nhá, thanh lý cho các bác đấy, giá lỗ luôn. Tiếp theo thì em cũng lên cho các bác một con dao thái bản vuông. Con này bản vuông nhá, con này thì các bác có thể băm nhẹ được, cầm nó rất là đầm tay luôn. Em sẽ lau bụi cho các bác nhé, nó đang bụi em lau mà nó sợ nó vào tay. Đấy, con này đến từ thương hiệu Zwing, hàng của Made in Germany, hàng của Đức nhé. Thép trắng đúc liền khối đến cán dao luôn. Tay cầm nó có những cái đường uốn lượn này để các bác cầm nắm nó rất là thuận tiện, rất là vừa vặn với tay luôn. Đấy, cầm nói chung là cầm rất là thích các bạn. Nhẹ nhàng mà rất là sắc nhá. Em sẽ test cho các bác xem này, rất là sắc luôn, nói chung là siêu sắc á. Nhìn này, đấy các bác nhìn, em chỉ cần hơi đưa dao là đã đứt rồi nhá các bác nhé, chỉ cần hơi đưa dao là đã đứt rồi cho các bác, rất là sắc luôn. Con nên là con này các bác nếu mà nấu ăn thì các bác phải cẩn thận, không là đứt tay như chơi. Con này có chiều dài là 29 nhá các bác nhé, chiều dài của dao là 29 và chiều rộng của nó là 6 này, chiều dày là 0.22 hơn 2 phân một chút, rất là sắc luôn. Con này là của Đức các bạn, con này của Đức. Con này thì các bác có thể thái này, hoặc là các bác bổ những quả dưa hấu to ấy, dưa hấu, dưa vàng to, rất là sắc luôn. Nói chung là cầm nó rất là nhẹ các bạn. Thì các bác lên giúp em con này là mã T2 nhá các bác nhé, đồng giá luôn. Con này em đang bán là 320 đấy, các bác lên thanh lý cho em là mã T2 này, em gửi tới các bác giá là 250k. Đấy, 250k nhá. Nói chung là rất là tốt luôn. Hàng này thì các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác được quyền test luôn. Nếu mà không sắc các bác gửi lại em. Đấy, không sắc, không đẹp này, và có han gì chỗ nào thì các bác trả lại em, và em sẽ đền tiền các bác luôn nhá. Rất là sắc luôn. Con này thì các bác mua với cái giá 250.000 mà còn dao của Đức, hàng chính hãng. Hàng chính hãng thì các bác biết rồi, hàng rất là tốt. Đấy,
tốt và thép, chất thép của nó rất là tốt nhé, đảm bảo cho các bác là không dỉ xét luôn. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một con lọc sashimi. Con lọc sashimi này, hoặc con này các bác có thể lọc thịt bò, lọc thịt lợn, lọc xương ấy. Ý là các bác sẽ lọc xương. Con này thì em sẽ lau cho các bác nhé. Con này nó cũng thiết kế theo cái kiểu mới. Em tút như này rất là sợ luôn, tại nó sắc lắm. Con này là hàng của Made in Japan này. Các bác này hàng của Made in Japan nhé. Nó có một cái thương hiệu là Mukusta này. Rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể lọc này, lọc cho em, hoặc là các bác có thể thái này, thái sashimi, ăn ăn thế cá hồi đấy. Đấy, thái rất là đẹp luôn. Và con này thì nó là đúc thép này, thép liền khối nhá các bác nhá, cán dao của nó cũng bằng thép hết. Và ở trên đây thì bọc cho các bác một cái lớp da. Lớp da nói chung là cầm rất là sướng luôn, nó cầm rất là thon, rất là gọn tay. Cái này thì các bác có thể thái sashimi, thái cá hồi, thái cá ngừ, hay là những cái bác mà đầu bếp này, các bác nên sắm giúp em cái con này nhá. Làm hàng thịt đấy, con này thì có chiều dài là 33, chiều dài là 33 các bạn, 33 đây. Chiều rộng của lưỡi dao là 3 phân và chiều dày của nó là 1 chấm mấy thôi, chưa đến 2 phân các bạn. Con này thì các bác có thể thái lọc sashimi hoặc các bác có thể lọc xương gà, xương vịt. Cái mũi của nó rất là sắc luôn. Thì em sẽ test cái độ sắc cho các bác xem nhá. Nói chung là nó rất là sắc các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ngọt lắm. Hơi đưa một tí nó đã đứt rồi đây này. Đấy, cái này thì các bác làm cẩn thận nhé. Nói chung là cái này thì các bác nào mà đầu bếp 5 sao bên Nhật người ta vẫn đang dùng đấy các bạn. Đấy thì con này các bác lên giúp em là T3 nhé. T3. Con này em cũng gửi tới các bác giá là 250k, thanh lý đồng giá là 250k cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con nữa, cũng là dạng dao thái lọc, dao thái lọc nhá các bác nhá. Con này thì nó là bằng cán gỗ này, trên đây có ba cái đinh chốt này, hoa văn rất là đẹp luôn. Nói chung là cán gỗ vân, cán vân gỗ thì rất là đẹp. Đây, thép trắng đúc liền khối đến cán dao và được ép hai bên bởi một cái lớp gỗ. Cán gỗ này nói chung là các bác cầm rất là đẹp, rất là sang luôn. Con này thì nó cũng đến từ thương hiệu Kai nhá. Em sẽ lau nước dao nó bóng lá luôn này các bác này. Nó cũng đến từ thương hiệu Kai và hàng là Japan đây này, Hàn Quốc Japan này. Đấy, Japan này nhá các bác nhá. Rất là đẹp luôn, thương hiệu Kai, một cái thương hiệu nổi tiếng là bên dao Nhật. Con này thì các bác có thể vừa thái vừa lọc này, vừa thái nhá. Các bác có thể thái này cho em, thái này, hoặc các bác có thể dùng cái mũi này các bác lọc xương. Lọc xương hoặc các bác thái mỏng các thứ, bộ hoa quả, quả to như quả dưa hấu các thứ đều được nhá. Con này thì nói chung là một cái con dao chất lượng như này mà các bác mua được cái với giá 250.000 và bao ship thì nói chung là quá là rẻ rồi. Con này có chiều dài là 33 này, chiều rộng của nó là 4 phân 2 4 phân 3 gì đấy, và chiều dày của nó là 2mm nhá các bác nhé, chiều dày là 2mm. Con này thì cầm rất là đầm tay các bạn, các bác có thể thái này. Đấy, thái rất là tốt nhá. Con này thì các bác nói chung là sắc lắm, em cầm dao mà cảm giác như là nó sắc quá mà cảm giác như là sợ, không dám ngo ngoe gì luôn các bạn, rất là sắc luôn này. Đấy thì con này các bác lên giúp em là mã T4 nhá. Số lượng chỉ còn 1-2 con thôi các bạn, mấy cái mã này thì đều số lượng chỉ còn 1-2 con thôi. T4 em thanh lý cho các bác là 250k, thanh lý đồng giá cho các bác luôn, thương hiệu Kai, nói chung là một cái thương hiệu rất là tốt ở dao Nhật luôn. Và nói chung là dao thì bây giờ nhiều ở trên thị trường nhiều lắm các bạn, nhưng mà các bác phải kiểm tra và các bác phải nhận hàng thì các bác phải cầm trên con dao, các bác mới biết đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái các bác nhé. Các bác có mua thử hai con nhái về các bác so sánh rồi các bác biết luôn, hàng rất là chất lượng luôn. Đây này các bác này, con này em đang bán là 300 đây này. Đấy, 300 nhưng mà hôm nay thì thanh lý đồng giá cho các bác là 250 nhá. Đấy, TL3 250, đấy các bác thấy không? Rất là ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con dao thái đến từ thương hiệu Akatsuki, hàng cũng của Made in Japan nhá. Con này thì các bác có thể thái này, thái hoặc các bác băm chặt đều được, cầm rất là đầm tay luôn. Nó là thép trắng không rỉ, ở trên đây nó đều hoàn toàn là không rỉ cho các bác nhé, nhưng mà trên đây là có trên một cái nhám màu đen, hàng rất là chất lượng, rất là sắc luôn. Con này thì rất là ok nhé. Con này thì các bác em sẽ đo chiều dài cho các bác, giá của một chiều dài con dao này là 31 này các bác này, chiều rộng là 6 phân, chiều dày là 0.2 các bác nhé, chiều dày là 0.2 mm,
rất là ok, con dao rất là đẹp luôn này, các bác nhìn thấy không, siêu đẹp luôn nhá. Thì các bác nên giúp em là con dao này em gửi tới các bác giá là T5 đi. T5 em gửi tới các bác giá cũng là 250k nhá, 250k các bác nhá. Vâng, tiếp theo nữa thì em sẽ lên cho các bác một cái con dao chặt các bạn. Nói chung là con dao chặt này còn rất là đầm tay luôn. Con dao chặt nhá, nó cũng đến từ thương hiệu Akatsuki Made in Japan này. Con này thì các bác chặt gà, chặt xương rất là dày luôn này. Đấy các bác nhìn thấy không? Chặt gà, chặt xương, chặt được cả xương ống luôn. Con này thì em bảo hành với các bác là chặt được cả xương ống nhá. Rất là sắc các bạn, rất là đầm, cầm rất là đầm tay, hàng Made in Japan. Con này thì em sẽ đo chiều dài cho các bác này. Chiều dài con dao này là 31 các bác nhé, 31 này. Và chiều rộng của nó là hơn 10 phân, 10 phân 2 phân 3 gì đấy. Và chiều rộng của nó là chiều dày của nó là những 7mm các bạn, 7mm luôn, gần 1 phân. Rất là dày luôn, rất là dày và cầm rất là đầm tay nhá. Rất là đầm tay. Nói chung là con này thì các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt xương rất là thích luôn, hàng của Akatsuki Made in Japan. Thì con này em cũng thanh lý cho các bác là dao chặt nhá. Các bác lên giúp em là dao chặt 1 đi. Em cũng thanh lý nốt cho các bác là 250 này. Con này thì em chỉ còn 1-2 con thôi, 250.000 nhá các bác nhá. Tiếp đến thì em lên cho các bác một bộ dao đi, một bộ dao, hàng dao bộ nhá các bác nhá. Đây, dao bộ em lên cho các bác một cái bộ dao Nhật. Nó có đầy đủ chi tiết là kéo này, kéo cắt này các bác nhá, kéo cắt này. Và một con dao chặt bản to, con dao chặt bản to thép nguyên khối luôn các bác nhá. Dao chặt bản to đến từ thương hiệu Global. Dao thái bản nhỏ này các bác này, dao thái bản nhỏ ạ. Và dao thái bản to, dao thái bản to này thì các bác có thể là thái thịt, thái thịt hoặc các bác có thể băm nhẹ được. Và một con dao cắt hoa quả nhá, một con dao gọt hoa quả. Tiếp đến sẽ là một cái lọc, một cái rũa, một cái mài kim cương, một cái liếc mài. Và một cái hộp đựng dao cũng đến từ thương hiệu Global luôn nhá. Và hoàn toàn là thép trắng không dị cho các bác. Một con dao có rất nhiều chi tiết này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chi tiết. Và em gửi tới cho các bác giá là 1.050.000 các bác nhá. 1.050.000. Một bộ dao Nhật, một bộ dao Nhật, hàng rất là chất lượng luôn. 7 chi tiết nhá, 7 món nhá, dao chặt, dao thái này. Đấy, rất là ok. Thì các bác lên giúp em là một bộ dao của Nhật nhá. Một bộ dao Nhật em gửi tới các bác giá là 1.050.000. 1.050.000, giá quá là rẻ luôn các bác nhá. Bình thường em đang bán là 1.150.000 này các bác này, 1.150.000. Ngày hôm nay em sale giảm giá cho các bác về đồ gia dụng, gửi tới các bác giá chỉ có 1.050.000 nhá. Hàng loại 1, hàng chính hãng cho các bác chứ không phải là hàng nhái đâu. Các bác thử mua cái hàng nhái về, các bác dùng được 2-3 hôm là xong các bác lại bầu cồn dĩ ra, xong là các bác lại đánh giá cái hàng thật, hàng chính hãng của em là các bác sai nhá. Rồi cái hàng nhái thì các bác mua cái lưỡi dao, khi mà cầm cái hàng nhái lên là cái lưỡi dao nó đã không sắc rồi các bạn, không sắc rồi các bác nhá. Thì là em gửi tới các bác một bộ dao của Nhật giá là 1.050.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái kéo cắt gà mà không cần trùng thớt này các bác này, hàng cũng của Made in Japan. Con này thì được thép đúc liền khối luôn, cầm rất là thích luôn. Các bác có thể nạo vẩy cá ở cái lưỡi răng này nhá, nạo vẩy cá này hoặc kẹp càng cua ở đây có trợ lực cho các bác, rất là sắc luôn. Con này thì các bác không cần thớt nhá, cắt gà không cần thớt, con này rất là sắc luôn này. Đấy, cắt gà, cắt vịt không cần thớt, kéo rất là sắc nhá các bác nhìn nhá. Đấy, rất là sắc luôn. Con này có trợ lực cho các bác, rất là tiện lợi luôn, các thức ăn đều được hết nhé. Và em gửi tới các bác giá một cái kéo cắt gà này, các bác lên mã giúp em là kéo cắt gà, em gửi tới các bác giá là 180k, 180k một cái kéo cắt gà các bác nhé. Tiếp video hôm nay thì em sẽ giới thiệu giao lưu với các bác là những cái mã kính dâm nhé, kính dâm, kính đổi màu, và em sẽ test trực tiếp dưới cái máy ánh nắng mặt trời có tia UV cho các bác xem cái độ đổi màu và so sánh để các bác hình dung rõ nhất nhé. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu đến cho các bác là một cái mã đổi màu hàng mới về bên em đi các bác nhé. Đây, cái mã đổi màu hàng mới về bên em, nó đến từ thương hiệu Solex của Pháp các bác nhé. Solex đổi màu, các bác nhìn này. Đây, Solex của Pháp, đây, hàng Made in France. Đấy, các bác nhìn nhé, Solex của Pháp này.
gọng của nó là gọng mạ si vàng, mắt của nó là mắt kính đổi màu tròng thủy tinh các bác nhé, tròng thủy tinh. Con này thì đi đêm hoàn toàn được, tại vì mắt nó là mắt trong, các bác để ý cho em này, mắt trong. Và các bác có thể đi đêm để tránh muỗi này, tránh bụi này, hoặc là các bác có thể đi ra nắng. Ra nắng thì nó sẽ đổi màu sang màu đen nhé, màu dâm cho các bác. Thì em sẽ test dưới cái máy UV để cho các bác hình dung cái màu đổi màu cho các bác. Thì đây là gọng dòng Solex gọng chữ H. Thì các bác nào mà ưng cái gọng này thì các bác có thể lấy cái dòng đổi màu này, thì nó rất là tiện, các bác đi đêm được, đi ngày đều được nhá. Thì em sẽ test cho các bác ở dưới cái máy ánh nắng mặt trời, chỉ nửa phút thôi, chỉ nửa phút thôi là nó sẽ đổi màu sang màu dâm đen cho các bác nhé. Thì những cái dòng đổi màu này thì các bác đi đêm rất là tiện luôn, đi đêm nhìn được này, đi ban ngày cũng được. Đi ban ngày thì đi ra nắng thì nó sẽ đổi màu sang màu dâm cho các bác. Thì các bác rất là tiện. Nếu mà các bác thích kính dâm thì đi tối thì nó hơi mờ mờ. Còn cái dòng này thì các bác có thể đi đêm, đi ngày đều được nhá. Đấy, dòng đổi màu. Đây em sẽ lấy ra cho các bác. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó đang đổi màu sang cái màu đen khói này. Rất là tiện luôn. Thì con này các bác lên giúp em là mã VIP mà, VIP nhá các bác nhá. Con này là dòng đổi màu này, đổi màu của Pháp này, đổi màu nhá, con này của Pháp. Thì các bác lên giúp em là mã Solex đổi màu đi, Solex đổi màu, Solex đổi màu nhá, đổi màu. Em gửi tới các bác giá là 650.000 nhá các bác nhá, con Solex đổi màu. Đấy, đổi màu đen cho các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cũng là một con đổi màu nữa. Đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác đổi màu nhé. Nó là dòng cơn đổi màu, kính cơn đổi màu. Con này là hàng của Mỹ, USA. Các bác nhìn nhé, USA này, American USA. Các bác nhìn thấy không? Đấy, em sẽ zoom gần cho các bác. Đấy, các bác nhìn thấy không? American USA nhé. Con này nó là dạng cơn AU mái chèo, cơn AU mái chèo, gọng mái chèo các bác nhé. Và cái này nó là dòng đổi màu, cơn AU mái chèo này, dòng đổi màu. Bây giờ em sẽ test cho các bác dưới ánh nắng nhé. Con này là dạng gọng bọc si vàng các bác, gọng bọc si vàng. Các bác em sẽ test mã cho các bác. Con này đổi màu, những cái mã đổi màu thì các bác đi đêm đều được, hoặc là đi sáng sớm các bác, mùa đông rồi, mùa đông rồi thì các bác lấy những cái mã đổi màu này nó rất là tiện. Tại vì là đi sáng sớm, trời này sáng sớm nó rất là tối. Nếu mà các bác thích sợ muỗi bụi buổi sáng sớm ấy thì các bác nên lấy mã cho em cái mã đổi màu. Đổi màu thì mắt nó là mắt trong, nên là khi mà các bác đi ra nắng cũng được, đi ra đêm cũng được. Các bác nhìn không? Nó đổi màu sang màu xám này các bác này, đổi màu sang màu khói nhá. Càng nắng lâu thì nó càng đen, càng nắng lâu thì nó càng đen lại. Thì con này các bác lên giúp em là mã VIP 82 nhá. VIP 82 này, đổi màu của Mỹ, đổi màu của Mỹ nhá. Con này là cơn đổi màu của Mỹ. Con này thì em gửi tới các bác giá là 300k nhá các bác nhá, 300k, bán rất là nhanh, rẻ gọn cho các bác. Các bác lên cho em là mã VIP 82 300k. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng kính đổi màu nữa. Kính đổi màu, con này nó là dạng kính đổi màu gọng dẻo của Ý nhá. Mắt của nó là mắt khói này. Ban đầu mắt của nó là mắt khói các bác. Cái này thì các bác đi ban ngày thì nó rất là dịu, như cái dòng kính cận của các bác ấy thì có những cái dòng mắt xịn thì các bác nhìn vào mắt đối diện cái người mắt cận ấy là nó hơi khói khói một chút. Đấy con này, nhưng mà khi mà các bác nhìn qua cam nhá thì nó rất là rõ luôn này. Đấy các bác nhìn thấy không? Đấy các bác đi qua đeo qua cái cam mà em zoom này. Đấy nó rất là rõ, sắc nét luôn. Các bác nhìn cái giọng này nhá, nó rất là sắc nét. Tay em đây. Đấy, nó rất là sắc nét. Nhưng mà khi mà các bác đổi màu thì nó sẽ thành màu đen xì. Em sẽ để đây cho các bác xem nhá. Đây nó là màu hơi khói khói một chút. Và đặc biệt con này nó là hàng của Ý này, made in Italy các bác nhá, hàng của made in Italy. Và đặc biệt con này nó là cầu dẻo các bác nhìn này. Đấy, cầu dẻo. Và mắt của nó là mắt kính phi công, mắt kính phi công nhá, mắt chéo phi công. Em sẽ test cái độ đổi màu. Đây là lúc chưa đổi màu nhá. Các bác nhìn hình dung này, mắt của nó hơi khói khói. Nhiều bác là cứ nhận kính không à, mắt của nó đã khói khói sẵn rồi các bạn. Mắt của nó đã khói khói sẵn rồi và các bác nhận kính thì trời thì nó hơi râm râm, nó chỉ hơi có tia nắng một chút thôi. Và các bác nhận hàng các bác lại đổ không có đổi màu. Nhưng mà đây, các bác nhìn video em test trực tiếp qua cái máy ánh nắng này nhá. Đấy thì càng nắng thì nó càng đổi màu cho các bác. Chứ nắng ít thì nó chỉ hơi xám xám lại thôi. Và
đấy, nhiều bác là mắt nó đã khói khói rồi, nó các bác trời thì không nắng to mà các bác lại cứ bảo là nó không đổi màu. Đây em test dưới cái ánh nắng UV cho các bác xem, nó đã đổi màu sang màu đen nhá, chỉ nửa phút thôi các bác nhìn nhá. Đấy, các bác nhìn không, so với cái lúc trước chưa, mắt của nó đã đen hơn này, các bác nhìn qua cái mắt trong mắt nhá, mắt của nó đã đen hơn rồi. Nên là các bác nhận hàng các bác phải hiểu rõ là nó là dòng đổi màu nhá các bác nhá. Đấy, con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 81 này, đổi màu gọng dẻo nhá, đổi màu con này đặc biệt là gọng dẻo này, gọng dẻo kính phi công và của Ý nhá các bác nhá. Em gửi tới các bác giá là 280k bao ship luôn các bác nhá, 280k, quá là rẻ luôn, rất là nhẹ, đặc biệt con đấy đeo nhẹ lắm các bác. Tiếp theo nhá, em lên cho các bác cũng là một con đổi màu nữa. Con đổi màu này đến từ thương hiệu Boucher này, Boucher của Ý. Tại vì sao mà khi mà cái dòng đổi màu mắt của nó hơi khói khói này thì các bác đeo lên nó rất là sang các bác, nó đeo lên mắt là sang, mắt nó kiểu dạng kính râm chứ không phải là dạng giống như kiểu nếu mà các bác đeo mà cái đổi màu nó màu trắng ấy thì khi mà đeo vào thì nó giống như kiểu kính lão các bạn, kính lão hoặc là kính cận ấy. Còn khi mà các bác nhìn nhá, các bác đeo cái màu nó hơi khói khói thôi, nhìn các bác đeo kính râm nhưng mà các bác nhìn ở phía đối diện nó rất là rõ thì nó cái mắt râm của nó rất là sang các bạn. Đấy, đây là Boucher thương hiệu của Ý nhá các bác nhá. Con này thì em sẽ test cái dòng đổi màu, em sẽ dơ cho các bác xem mắt nó là mắt khói nhá. Em sẽ dơ cho các bác dưới cái ánh dưới cái máy tiêu UV, nó chỉ nửa phút là nó sẽ, các bác sẽ thấy cái sự khác biệt của nó rất là đẹp nhá. Nói chung là rất là ok cái dòng kính đổi màu như thế này, tại vì nó đi rất là tiện các bạn. Kính đổi màu thì các bác đi đêm đi ngày đều được, đi đêm đi ngày đều được. Đây chưa hết nửa phút nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn này, các bác nhìn thấy không, nó ra cái màu đen cho các bác này. Đấy, quá là ok luôn nhá. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 120 các bác nhá, các bác lên giúp em là mã VIP 120. Em gửi tới các bác giá là 450k nhá các bác nhá. Gọng mắt vuông, đeo rất là sang luôn, mắt vuông đeo rất là sang của Ý, Boucher của Ý nhá, 450. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một dòng kính cơn này, kính cơn mắt trà. Mắt trà này thì các bác có thể đi ban đêm được, tại vì nó là dòng mắt màu vàng ấy, dòng mắt màu vàng thì khi mà cái đèn chiếu sáng thì nó sẽ kích ánh sáng lên mắt trà nhá. Con này là mắt trà gọng vuông, con này thì nó cũng là dạng cơn AU máy chèo, hàng của Mỹ USA. Em sẽ cho các bác xem đây, nó là America USA này, trên gọng nó có cái chữ USA đấy các bạn. Đấy, con này thì nó là dạng cơn nhá. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 80 các bác nhá, VIP 80. Cái kính cơn này thì các bác lên giúp em là mã VIP 80, cơn mắt trà nhá. Hàng này là hàng thanh lý nên là giá rất là rẻ thôi. VIP 80, cơn mắt trà, em gửi tới các bác giá là 300k em bao ship. Nó là tròng thủy tinh nhá các bác nhá, mắt của nó là tròng thủy tinh các bác. Rồi tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái kính nữa, đó là một cái kính lão đi, lão của Đức nhá các bác nhá. Tiếp theo em lên cho các bác là một cái dòng kính lão của Đức này. Kính lão của Đức, kính này thì em có tất cả đầy đủ độ như là 4.05 này, 1 này, 1.25, 0.75, đấy đầy đủ luôn. Trên cái mắt này này, các bác để ý nhá, trên cái mắt của em, cái mắt kính này khi mà các bác nhận hàng ấy, nó có cái chữ Germany cái trên cái góc này này, in chìm Germany, sợ em soi thì các bác không nhìn rõ nhưng mà nó sẽ in chìm là Germany nhá, và độ ở đây, Germany và độ ở đây này, sợ các bác là không nhìn rõ. Đấy, nó có in cái chìm Germany ở đây. Nên là nhiều bác để ý cho em nhé, nó có cái Germany mà mờ đây này. Đấy, in chìm ở trên góc này luôn. In chìm ở trên góc này luôn. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác mới nhìn thấy Germany, và hàng cũng là hàng made in Germany nhá các bác nhá. Made in Germany này, hàng của Đức, kính lão của Đức, gọng báo các bác nhá, gọng báo. Mắt là mắt thủy tinh. Con kính lão này thì các bác có thể mua về đọc sách đọc báo. Con này thì các bác lên giúp em là kính lão của Đức nhá, em gửi tới các bác giá là 250.000. các bác mua về, ví dụ bác nào mà nhìn không rõ thì sách vở không rõ, hay là xem tivi ngồi xa không rõ thì các bác có thể mua con này 250.000 mã kính lão nhá. Tiếp theo lên cho các bác là một cái kính Carter
các bác nhé. Cutter gọng vuông, con này thì nó là dạng không có hộp nên là em sẽ thanh lý rẻ cho các bác. Gọng của nó là gọng gỗ nhá. Đây cutter ở trên đây này, cutter gọng kính luôn đấy. Cutter dập chìm. Mắt của nó sẽ là mắt xanh rêu, mắt đen rêu, hơi đen rêu một chút, hơi rêu rêu đen đen một chút đấy. Gọng báo, con này là hàng made in của Pháp, made in France của Pháp này. Rồi các bác có thể bẻ rộng ra. Cái chiều ngang của nó là 14 nhá, 13.8 đến 14. Con này nếu mà các bác nào mặt rộng thì đều có vừa hết, các bác nhìn em bẻ ra. Đấy, bẻ ra đều được. Rất là ngon luôn. Cái ti của nó rất là ok nhá. Đấy, rất là nhạy. Con này thì nếu mà có hộp thì khoảng 1,5 triệu đến 1,6 triệu. Nhưng mà cái hàng này nó là hàng không có hộp nên là khi gửi cho các bác thì em sẽ gửi cho các bác là một cái hộp da màu đen. Khi gửi cho các bác thì em sẽ gửi kèm với các bác là một cái hộp da màu đen để khi mà vận chuyển thì nó bảo vệ kính của các bác. Con này là dòng mắt vuông nhé, mắt vuông. Thì con này các bác lên cho em là mã VIP 109, kính Carter của Pháp này, mắt vuông. Nhớ mã cho em là 109 nhé, 380.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cũng là dạng Carter của Pháp, nhưng mà con này nó là mắt chéo nhá. Mắt vừa rồi em lên cho các bác là mắt vuông, mắt chéo này. Bác nào mà thích cái dạng mắt chéo này thì có thể lấy con này. Con này cũng là gọng gỗ nhá, bọc gỗ cho các bác này, hàng của Pháp này, made in France. Đấy, bọc gỗ cho các bác, nói chung là cái ti bật của nó rất là nhẹ nhàng luôn, nó là hàng thanh lý không có hộp. Nếu mà có hộp thì con này nó rất là đắt luôn. Các bác cũng rất là đắt, mắt của nó là tròng thủy tinh hết nhá, tròng của nó là mắt kính hết đấy. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 110, mắt chéo nhá, trong thủy tinh, hàng Carter của Pháp này. Em gửi tới các bác giá là 380k, VIP 110 các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con kính Solex mắt trứng nhá, gọng đoàn gánh. Người ta hay gọi là gọng đoàn gánh này các bác này. Con này bọc vàng 14k, hàng cao cấp các bác nhá, bọc vàng 14k, 1/25, hàng của made in France. Đây, Solex của Pháp này, gọng kính cổ, mắt là mắt thủy tinh, trong thủy tinh các bác nhá, trong thủy tinh, và dạ mắt là mắt trứng. Cái đệm mũi của nó là bằng cao su non, rất là đẹp luôn, bọc vàng cho các bác. Con này là bọc vàng nhá các bác nhá. Con này thì các bác nên giúp em là mã VIP 87, mắt trứng này, Solex trứng, gửi tới các bác giá là 650.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một con lão của Hàn nhá. Con lão của Hàn, con này thì nó là mắt Meca. Nhưng mà mắt Meca là nó rất là đắt các bạn. Meca nhiều khi nó còn tốt hơn cả kính ấy. Trọng lực của nó đè lên là nó không bị vỡ này. Và nó bền nữa. Con này là được made in Korea này, made in Korea. Các bác nhá, cái ti của nó rất là ngon. Đấy, các bác nhìn cho em cái ti. Để cho em cái ti. Cái này thì nhìn rất là tri thức các bạn, tri thức, mắt rất là tri thức. Con này thì các bác lên giúp em là lão Hàn nhá. Và em có đầy đủ độ cho các bác từ 0,5, 0,75 các bác nhá. 300k em bao ship cho các bác. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con kính thể thao đổi màu. Thể thao đổi màu, con này nó là dạng thể thao đổi màu nhá các bác nhá. Nhìn mắt của nó là mắt khói này. Con này thì các bác có thể đi xe máy này, đi bơi hay là đi thể thao, đi dã ngoại ngoài trời, hoặc các bác có thể đạp xe đi câu cá. Đạp xe câu cá, con này gọng của nó là gọng titan nhá, gọng titan các bạn. Gọng titan, gọng màu titan đến từ thương hiệu thể thao, kính thể thao Bodycare này, hàng của made in Italy các bác nhá. Hàng made in Italy cho em. Đấy, con này các bác đạp xe thì chấm hết luôn, đạp xe hay là đi câu cá ra ngoài trời ấy. Em sẽ test cái đổi màu cho các bác xem nhá. Đấy, con này thì rất là đẹp các bạn. Con này thì chấm hết luôn. Con này thì nó ôm vào mắt, chống gió lùa vào mắt các bạn, gió lùa vào mắt. Và các bác đạp xe cũng đều được, nhiều bác là đặt hai cái rồi. Đặt hai cái rồi mà vẫn giới thiệu bạn bè đặt thêm hai cái nữa. Đấy, rất là rẻ luôn, hàng rất là đẹp. Đây nhá, em sẽ test trong khoảng nửa phút thôi. Đấy các bác nhìn thấy không? Mắt nó sẽ đổi màu sang màu đen luôn này. Đấy các bác nhìn thấy không? Vừa nãy nó là màu khói, bây giờ nó là màu đen xì luôn. Đấy thì con này thì các bác lên giúp em là kính thể thao nhá. Kính thể thao của Ý. Con này các bác có thể đi đạp xe này, đi câu cá nhá, đều được. Con này em gửi tới các bác giá là 600k các bác nhá, 600k một chiếc. Tiếp theo đến con kính tiếp theo là em đến cho các gửi lên cho các bác một con kính đến từ thương hiệu Hugo Boss. Mắt kính của nó là mắt khói mờ mờ này, phía trên là đậm, phía dưới là nhạt dần rất là sang luôn. Gọng, chất gọng của nó là gọng titan vàng nhá, titan mạ xi vàng. Các bạn, nó là gọng tăm hàng Hugo Boss của made in Italy này các bác này. Hugo Boss made in Italy.
Con này thì nếu mà có hộp thì nó rất là đắt các bạn, hộp nguyên siêu nguyên hộp. Trên mắt kính nó cũng có dập chìm là Hugo Boss nhá các bác nhá, mắt kính có dập chìm là Hugo Boss này. Mắt con này thì ngoài chiều ngang của nó thì nó rất là ôm, rất là nhỏ thôi và đeo rất là nhẹ nhá. Con này thì các bác có thể lên giúp em là mã VIP 112 Boss nhá, của Boss em gửi tới các bác giá là 600k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu cho các bác là đến từ những cái ví da bò các bác nhé. Giới thiệu cho các bác là những cái ví da bò đến từ thương hiệu Boss này, thương hiệu Boss, Hugo Boss, và hàng là hàng made in Italy các bác nhé, hàng made in Italy. Và cái này thì 100% nó là da bò nhá các bác nhé, 100% nó là da bò. Cái bác nào mà để nhiều giấy tờ hoặc là tiền nong thì các bác sợ mất hay là để linh tinh thì các bác cứ để cho em những cái vào những cái ví như này. Và em có hai màu cho các bác lựa chọn nhá, đó là màu nâu này và màu đen. Màu nâu và màu đen em sẽ giới thiệu chi tiết nhá. Màu nâu đây đấy, rất là nhiều những cái ngăn nhỏ này. Ngăn nhỏ này thì các bác có thể để giấy tờ như là thẻ này, chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng đấy, hoặc những cái giấy tờ quan trọng các bác bỏ vào đây cho em nhá. Hay là còn cái bên trong này thì các bác để những cái hình ảnh kỷ niệm các thứ đều rất là ok. Bên trong đây thì các bác đựng tiền nhá. Đây này các bác nhìn này, bên trong còn nguyên thớ luôn này, còn đây là da bò nguyên tấm nhá, nó còn có những cái lông lông luôn đấy, cái lỗ chân lông đấy, hàng da bò chuẩn xịn các bác nhá. Đây da bò lộn này đấy, bên trong là những cái da bò thật, là các bác để ý cho em là nó sẽ có một bên da và một bên bên lộn ở bên trong, da lộn ở bên trong nhá các bác nhá. Đấy nhìn, các bác nhìn này, đấy nó vẫn còn những cái chân lông luôn, hàng nguyên thớ. Và đặc biệt là có thêm cho các bác một cái vải, miếng vải nhỏ nhỏ đây, miếng da nhỏ nhỏ để các bác test, các bác thử lửa các bác nhá. Cái độ thử lửa thì nếu mà da bò thật là nó hơi xoăn xoăn, khi mà các bác đốt là nó hơi xoăn xoăn và nó không gây ra mùi khét nhá. Nếu mà nó hơi xoăn xoăn, nó cháy cháy một chút là nó không gây ra mùi khét các bạn. Còn da bò nào mà giả là các bác đốt một phát là nó cháy luôn. Đấy, thì các bác có một cái miếng test cho các bác. Còn giấy tờ quan trọng như là tiền lớn, tiền nhỏ thì các bác bỏ vào đây, ngăn này kéo khóa nhá. Nói chung là rất là tiện, đầy đủ, rộng rãi cho các bác. Và đặc biệt là cái thương hiệu cái da bò này nó rất là mềm các bạn. Khi mà các bác xoắn vặn cho em như này, đấy, các bác xoắn vặn thoải mái và nó mềm, nên là khi mà các bác đút vào túi là nó không bị cộ, nó không bị cứng. Đút vào túi sau hay là các bác để ở trong túi sách chẳng hạn, nó không bị cứng, nó không bị cộm lên các bác nhé. Và đây là màu nâu này, màu đen của nó cũng tương tự như thế các bác ạ. Hàng đều là hàng của made in Italy, 100% da bò tự nhiên các bác nhé. Nó đến từ thương hiệu Hugo Boss này, Boss này. Nói chung là rất là đẹp luôn, rất là đẹp các bạn. Đấy, da bò của nó cũng là còn nguyên thớ, chân lông các thứ cho các bác nhé. Nói chung là hàng chuẩn xịn. Cũng có một cái miếng da nhỏ để các bác kiểm tra. À, khóa đây, đấy, khóa tiền nong quan trọng, giấy tờ quan trọng thì các bác bỏ vào đây, hoặc là giấu giếm vợ con một chút tiền lớn thì các bác có thể bỏ vào đây, hàng rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, da bò rất là mềm luôn, các bác sờ cho em cái này, nói chung là rất là ưng ý, ok, hàng chuẩn xịn nhá các bác nhá, đầy đủ da ngăn cho các bác nhìn cho em từng cái đường chỉ dù chỉ may đều không có một tí sai sót nào cả, hàng đến từ da bò của Ý nhá, hàng Hugo Boss, có hai màu cho các bác lựa chọn luôn. Thì em báo giá một cái ví da bò màu đen hoặc màu nâu như này có giá là 250.000 nhá. 250.000 em hoàn toàn bao phí ship cho các bác luôn, 250k bao ship, hàng rất là đẹp luôn. Và số lượng em chỉ còn độ chắc độ mỗi màu độ vài cái thôi các bác nhá. Hàng da sần này, nói chung các bác nhìn cho em cái nước da nhá, rất là đẹp. Nói chung là cái ví này các bác có thể để dùng hay là để tặng bạn bè, tặng ông xã này, hay là tặng bố này, hoặc là tặng bạn trai người yêu, rất là ok. Con này thì các bác lên giúp em là ví da bò đến từ thương hiệu Hugo Boss này, 250.000 một cái các bác nhé, 250k một cái. Tiếp theo về phụ kiện xe hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái loa chuyên dành để đi đạp xe các bác nhé, chuyên dành để đi đạp xe. Nhưng mà phần lớn là đi đạp xe thì nếu mà các bác không đạp xe, các bác có thể tháo ra như này và các bác làm cái loa mang đi theo mình để nghe, ví dụ như nghe picnic này, khi mà các bác đi cắm trại hoặc là các bác đi chơi đâu đó các bác mang loa đi. Nó có một cái cài ở đây đấy, nó có một cái cài ghi đông, đây là cái bắt và ghi đông của các bác nhé. Cài ở đây nó sẽ có một cái khớp ở đây này. Đấy đấy, nó cắm một cái, nó có khớp một cái bác treo ở trên ghi đông cho em. Khi mà đi xe mà đạp xe mà các bác treo vào ghi đông hoặc treo vào cột yên ấy,
Đấy, có những cái chỗ làm tròn thì các bác đều bắt được hết nhá. Treo vào ghi đông, treo vào cột yên. Và khi mà các bác đạp xe mà có cái nhạc bốc bốc là đạp xe rất là cuốn luôn. Đấy, khí thế hừng hực luôn đấy chứ các bác. Và cái loa này đến từ thương hiệu JBL của Mỹ nhá, hàng made in USA. Và nó có cổng của nó sẽ có là một cái chân sạc Type-C này, một cái chân sạc Type-C và một cái cổng cắm thẻ nhớ. Các bác có thể mua thẻ nhớ và bảo cái người người bán cho các bác ấy là tải cho các bác những cái nhạc mà các bác yêu cầu là họ sẽ tải cho các bác, và các bác chỉ cần đút vào đây thôi, không cần kết nối qua điện thoại. Hoặc là các bác có thể cắm USB ở đây, cắm USB, hoặc là ngoài ra các bác có thể bật Bluetooth nhé, bật Bluetooth. Em sẽ kết nối điện thoại với Bluetooth để em cho các bác nghe thử nhé, khi mà kết nối với điện thoại nhé. Đây em sẽ giới thiệu các bác, hướng dẫn các bác cài đặt nhé. Các bác vào phần cài đặt này, vào phần cài đặt các bác bật cái Bluetooth này, nó hiện lên cái chữ WinDepa này, và các bác ấn vào đấy là nó sẽ kết nối được nhé. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe thử một cái đoạn nhạc nhé. Một cái đoạn nhạc đầu tiên sẽ là cái đoạn nhạc không lời đi, nhạc nhạc không lời, nhạc vàng không lời nhé các bác nhé. Nhạc không lời để cho các bác nghe cho nó du dương, để xem các bác nghe cái độ trống, độ âm của nó các bác nhé. Các bác nhé, nghe rất là to, rất là sướng luôn. Và đặc biệt nó là màu dằn di này. Đấy, màu dằn di đeo rất là bụi. Khi mà các bác đeo lên xe là rất là phượt luôn, chất phượt. Đấy, màu dằn di rất là đẹp luôn này. Giống như kiểu các chú bộ đội đấy, rất là đẹp nhá. Và em gửi tới báo giá cho các bác là một cái loa bật Bluetooth, kết nối Bluetooth này, có thẻ nhớ, các bác có thể có kết nối thẻ nhớ này, có cổng sạc USB cho các bác, giá rất là rẻ thôi. Và đặc biệt là nó rất là nhỏ gọn, mang đi dễ dàng cho các bác nhé. Thì một cái loa Bluetooth như này có tăng giảm âm thanh này, tạm dừng âm thanh JBL đến từ thương hiệu Mỹ. Em gửi tới các bác giá là 350.000 một loa nhé các bác nhé, 350.000 một loa, chuyên dành cho đạp xe. Đấy, các bác có thể treo xe này, các bác có thể nghe nhạc ở bên phòng mình đều được hết, rất là ngon luôn. 350.000 nhá, siêu to luôn các bác, siêu to, nghe rất là to luôn, rất là vang. Đấy, các bác mà bật loa thì cả đoàn đi khí thế nó cứ hừng hực vậy các bạn. Đấy, 350.000 nhá các bác nhá. Các bác nhá, giới thiệu về giày, về giày để đi đánh cầu lông thì em cũng xin giới thiệu giao lưu với các bác là một cái mã vợt, mã vợt đến từ thương hiệu của Mỹ nhá các bác nhá, made in USA. Đấy, rất là nhẹ luôn các bác ạ, rất là nhẹ. Cái này thì vợ chồng em cũng để một đôi để đi đánh, hàng ngày đi đánh, cứ tầm 4-5 giờ chiều là đi đánh, rất là thích các bạn. Và cái toàn bộ cái khung sườn của nó đều là bằng carbon các bác nhá, siêu nhẹ luôn. Màu sắc của nó rất là đẹp này. Và đây nhá, khi mà các bác ấn như này, em sẽ đứng lên như này. Đấy, đây này, các bác nhìn em ấn cong nhá. Các bác nhìn không? Nhìn em ấn cong cho các bác này, nhún dập dập cho các bác. Nó lại về trở lại trạng thái ban đầu luôn, tại vì cái này của nó là liền khối này các bác này. Tại vì cái này của nó là liền, liền nên là các bác rất là bền luôn. Và đặc biệt là lưới của nó có, các bác có thể căng căng đến 10 11 cân, 10 11 cân luôn nhá. Đánh của nó rất là nhẹ luôn, và vợt đi vợt cầu cầu rất là bay luôn các bác nhìn. Đấy, rất là đẹp. Đến từ thương hiệu của Mỹ nhá, thương hiệu của Mỹ này các bác này. Màu cam né tím rất là đẹp luôn. Các bác nhìn em ấn, và đặc biệt lưới của nó thì rất là chất lượng, căng. Căng, các bác có thể đánh khoảng 10 11 cân, 10 11 cân rất là đẹp đây nhá. Các bác nhìn cái lực của em ấn này. Đấy. Không xê dịch một tí nào luôn các bác nhá. Nhìn cái lực em ấn không xê dịch một tí nào luôn. Đấy, rất là căng. Và cái vợt này em xin gửi tới cho các bác giá là 400.000 một cái nhá. 400.000 một cái. Số lượng thì em sắp hết rồi, em chỉ còn 1-2 cái thôi. Đấy thì em tại vì nhà dùng cái nào thì cũng muốn giới thiệu cho các bác như thế. Hàng rất là chất lượng, hàng rất là chất lượng nhá các bác nhá. Đây,
một cái vợt cầu lông bãi rất là đẹp. Đây là cái vợt cầu lông bãi của Mỹ các bác nhé. Đấy, em sẽ gửi tới cho các bác giá là 400.000 một cái các bác nhé, 400.000 một cái. Đang tiếp sang bên này thì hôm nay em sẽ có một cái sản phẩm thanh lý cho các bác, giá sale cho các bác luôn, là một cái bơm dậm chân 2T nhá, đầy đủ đầu van bơm này, các bác có thể bơm van run này, van hạt gạo đều được, nó đến từ thương hiệu Santalay của Nhật và đặc biệt là hơi vào rất là mạnh luôn nhá các bác nhá. Đấy, hơi vào rất là mạnh, nếu mà các bác không dùng tay các bác có thể dậm chân để giảm cái sức của các bác, hơi vào hai bít tông hơi vào rất là khỏe luôn các bác này, đầy đủ đầu van bơm cho các bác và nó có cái đồng hồ bơm hơi nhá, đồng hồ bơm hơi này có 10 cân hơi và 160 bít này, rất là ngon luôn, hàng của Nhật 2 bít tông nhá. Và em thanh lý cho các bác giá chỉ có 200.000 thôi, 200.000 một cái bơm 2 bít tông, các bác lên giúp em là bơm 2T, em gửi tới các bác giá là 200k nhá, thanh lý giá lỗ luôn các bạn. Đấy thì những cái sản phẩm sale em gửi tới cuối video, bác nào xem đến cuối video thì em sẽ lên cho các bác một cái sản phẩm sale là 200k một cái máy bơm này nhá. Ngoài ra thì em có đầy đủ về phụ kiện xe này, tất cả như là xích líp này, đôi đĩa đầy đủ hết. Thì bác nào cần cái gì thì cứ alo cho em nhá. Dầu tra xịt của Pháp này 250 này các bác này. Hay là những cái gương treo xe, các bác mở ra gương cầu lồi treo xe này, 30k một cái nhá. 30k một cái gương các bác. Đến cái video này thì em xin giới thiệu đến cho các bác là những cái mã yên. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác là những cái mã yên của thương hiệu Shell nhá. Nó là cái dòng yên của Ý, dòng yên của Ý rất là đẹp luôn. Và nó là hoàn toàn bằng chất liệu carbon nhá, chất liệu carbon các bác nhá, hoàn toàn bằng cái chất liệu carbon. Những cái bác bây giờ là chủ yếu xe đều là khung sườn carbon hết thì các bác nên sắm giúp em là cái yên carbon như thế này, kiểu dáng là yên mỏ quạ nhá. Thương hiệu Shell thì người ta hay sản xuất cái yên dáng như này lắm các bạn, full carbon này, nó là thương hiệu hàng Ý xuất Nhật nhá, hàng của Ý xuất Nhật. Những cái yên này thì các bác lắp lên xe thì phải nói là nó quá là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà cái yên carbon này thì các bác phải mặc quần đạp xe, mặc quần đạp xe thì các bác lắp lên xe thì nó đẹp cái xe. Ví dụ các bác dùng cái đệm yên thì nó lại thành xấu cái xe đi, nên là các bác lắp trơn cái yên này thôi và các bác mặc quần đạp xe thì nhìn cái xe nó rất là đẹp các bạn, nó rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái mã yên Shell, đây là sơn mờ nhá. Và em có mã sơn bóng đây, sơn bóng đây các bác này. Đấy. Thì các bác nào thích mã sơn mờ hoặc là sơn bóng thì alo cho em. Thì các bác chỉ cần lên đơn là mã yên Shell mờ hay là yên Shell bóng thôi. Và một cái yên Shell này thì em gửi tới các bác giá là 1.350.000 các bác nhá. Em gửi tới các bác giá là 1.350.000. Số lượng không quá nhiều, số lượng không quá nhiều các bác. Yên full carbon, full carbon luôn các bác nhé, cầm lên nó rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ và trọng lượng của nó được 150 kg. Cái trọng lượng của cái yên này này là được 150 kg các bác nhé, thoải mái luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhé các bác nhé, siêu đẹp luôn. Một cái yên các bác lắp lên xe carbon thì phải nói là nó quá là đẹp rồi các bạn, phải nói là rất là đẹp, thương hiệu Shell của Ý. Đấy, đây là sơn bóng nhá, sơn bóng này, đây là sơn mờ. Đấy, em gửi tới các bác giá một cái yên Shell này là 1.350.000. Số lượng không có nhiều luôn. Các bác lắp cái yên này lên thì nhìn xe của các bác nó thuộc cái dạng là đẳng cấp luôn, xe xấu cũng thành đẹp luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã yên carbon tiếp theo, nó là yên carbon đến từ thương hiệu Bontrager. Nó là yên carbon bọc da các bác nhá, yên carbon bọc da. Cái yên này thì nó có thêm một cho các bác là một cái lớp đệm mỏng nên là các bác có thể ấn hình nó thành lún lún như này này. Và nó hoàn toàn bằng chất liệu carbon nhá, xương gọng carbon này và đệm yên carbon rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu Bontrager. Và cái yên Bontrager này thì em chỉ còn duy nhất một cái thôi, duy nhất một cái nhá. Hàng đợt này về chỉ được một cái thôi, còn những cái hàng sau thì không biết là được mấy cái nữa, nên là nó rất là hiếm các bạn. Đây, biểu tượng Bontrager đây, Bontrager đây nhá. Đấy, các bác nào mà đi xe check hay là xe Specialized thì các bác có thể sắm cho em cái yên này để cho nó đồng nhất này. Đấy, yên này Bontrager, yên Bontrager này thì em gửi tới các bác giá là 780.000 nhá, 780.000 một cái yên Bontrager XXX đây. Đấy, rất là đẹp luôn này, phiên bản giới hạn luôn các bác nhé. Tiếp theo đến hai cái yên carbon tiếp theo
thì các bác nên giúp em là yên carbon mã số 3, em có hai màu là màu đen và màu đỏ. Cái yên này thì em gửi tới các bác giá là 680.000 nhá. Em chỉ còn hai cái thôi, thanh lý nốt cho các bác là 680.000. Yên carbon siêu nhẹ luôn nhá các bác nhá, siêu nhẹ bọc da cho các bác. Đấy, yên hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì các bác lên giúp em là yên carbon mã số 3 màu đen hoặc màu đỏ, em gửi tới các bác giá là 680.000 một chiếc nhá. Theo nữa thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái áo đạp xe đến từ thương hiệu Czech nhá. Đến từ thương hiệu Czech và được sản xuất tại Ý. Đây, áo Czech của Ý nhá, Santini của Ý này. Đấy, và em có đầy đủ size số là size M, size L, XL, 2XL và 3XL nhá các bác nhá. Đây phía bên ngoài, phía mặt trên đây là màu đỏ này. Tay lé xanh, cầu vai là check hết nhá. Cầu vai là check. Hai bên là thông hơi thoáng khí cho các bác này. Thông hơi thoáng khí, bên này là check, thông hơi thoáng khí cho các bác. Rất là đẹp luôn. Em sẽ cho các bác xem đằng sau nhá. Đây, đằng sau đây các bác này. Đấy, đằng sau thì có 3 túi cho các bác để các bác đựng đồ. Santini Pontchartrain này, màu xanh, màu đỏ, màu xanh. Cái này thì các bác có thể làm áo nhóm rất là đẹp các bác. Mà chất của nó thì các bác không thể chê được nhá. Chất mát lạnh tay cho các bác luôn. Sờ rất là sướng, thấm hút mồ hôi, nhanh khô. Đấy, nhanh khô cho các bác luôn. Đầy đủ size số áo check này, Ferraro. Đấy, hàng rất là đẹp nhá, áo check của Ý. Nói chung là chất của nó thì các bác nhận hàng rất là ok. Hàng chất 100% là poly, nhanh khô cho các bác. Thông hơi thoáng khí, mặc rất là sướng luôn. Đấy, thì một cái áo này em gửi tới các bác giá là 750.000 các bác nhá, 750.000 một cái áo check đến từ thương hiệu của Ý.